Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Movie Geek, ngôi nhà của các mọt phim. Không lòng vòng, chúng mình hãy đi thẳng vào review, phanh phui và lột tải tất tần tật về bộ phim Việt đang phổ sóng toàn rạp trong thời gian hôm nay. Đó là Đất Rừng Phương Nam, phiên bản điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước khi bắt đầu, các mọt đừng quên like, share và để lại một subscribe cho kênh của Movie Geek nhé. Đất Rừng Phương Nam dõi theo hành trình đi tìm an của cha, lấy bối cảnh Nam Bộ trong thời kỳ bị áp lực bởi thực dân Pháp và các tầng lớp thống trị. Giữa thời buổi loạn lạc, cậu bé An phải lang thang khắp nơi để tìm người cha đang hoạt động cách mạng của mình. Chuyến đi của An không hề cô độc khi mỗi chặng đường An đều gặp gỡ và được nhiều bà con miền Tây chân chất thật thà, che chở và cưu mang. Cùng với đó, Đất Rừng Phương Nam còn mang đến một Việt Nam bất khuất trong giai đoạn loạn lạc của thời chiến, nơi mà tinh thần dân tộc được thể hiện rõ nét qua tình mảnh làng, khu chợ đông đúc. Thế giới phim hoành tráng. Vừa đặt chân vào thế giới phim, bạn sẽ choáng ngợp bởi cảnh quan miền sông nước mênh mông với cú flycam điêu luyện chao đảo các cánh chim băng băng mảnh hồn làng. Xuyên suốt Đất Rừng Phương Nam, đạo diễn vẫn tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng một bữa tiệc về thị giác làng quê Việt Nam. Các cảnh quay đại cảnh nhìn rất sướng con mắt, nhưng sự hoành tráng và đẹp đẽ của những khung ảnh lại mang cho mình cảm giác không được chân thật lắm. Là kiểu phim hiện đại tái hiện là không khí xưa, thêm vào đó là những hiệu ứng có phần quá đà như cánh chim, đom đóm, cá sấu, càng làm giảm đi cái chất mộc mạc trong Đất Rừng Phương Nam. Nhưng Đất Rừng Phương Nam đâu chỉ được tạo nên bởi đất rừng, linh hồn của bộ phim còn là Phương Nam, là người dân miền Tây với những nét tính cách độc đáo. Về nhân vật có hồn, rất hiếm khi mình khen diễn xuất của các diễn viên nhí, nhưng nhân vật An là ngoại lệ. An rất sáng khung hình và mặc dù nhỏ tuổi, ánh mắt của An lại rất có tình và rất có hồn. Bé An của Đất Rừng Phương Nam không cố gồng để vượt qua cái bóng của bé An năm nào. Hạo Khang thật sự đã hóa thân thành một An rất riêng và chinh phục được khán giả màn ảnh rộng. Trong phim cũng có sự đổi về các tuyến nhân vật trung tâm như Út Lục Tâm trở thành thứ chính, có phần đất diễn tương đương với An. Tuấn Trần có hơi đẹp trai quá so với vai diễn này, nhưng vẫn mang lại một Lục Tâm khôn lõi và sanh ma. Thời lượng có hạn trên màn ảnh cũng là hạn chế đất diễn của những nhân vật vốn được yêu thích ở bản truyền hình. Thằng Cò, Ông Ba Bắt Rắn, Tư Ù là những nhân vật hay và cá tính, nhưng sự xuất hiện là ít ỏi của họ gây ra khá nhiều tiếc nuối. Cho đến tạo hình hết hồn. Có khen thì phải có chê, bên cạnh dàn nhân vật hợp vai thì thứ gây khó chịu nhất là cast những người không hề già vào vai già. Những ông già U60-70 được thể hiện bởi những thanh niên chỉ mới ngoài 30, tưởng rằng chỉ cần gắn râu vào là có thể đánh lừa được khán giả. Màn hóa trang và trao vai bất chấp tuổi tác này khiến họ là những diễn viên kịch xuất hiện trên sân khấu mà mất đi chấn thật đặc thù của điện ảnh. Đặc biệt là vai diễn Ba Phi của Trấn Thành, một vai diễn có thể nói là gây tranh cãi từ trước khi khởi chiếu cho đến nay, và mình xin khẳng định là không hợp vai thật. Dù đất diễn không quá nhiều, Ba Phi do Trấn Thành thể hiện vẫn khiến mình khó chịu vì màn xuất hiện diễn suốt trăm vai như một của anh. Mê cái cách mà Trấn Thành vào tận phim vẫn nói đạo lý và cái cách anh biến những phân cảnh cảm xúc thành tiếng cười cho khán giả khiến nhân vật Ba Phi trở thành một hạt sạn nhức nhối giữa dàn nhân vật khá là đồng đều. Câu chuyện lôi cuốn. Dù là một phim không khai thác về đề tài chiến tranh, Đất Rừng Phương Nam vẫn đủ sức cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh, sự mất mát của những người Việt xưa khi trải qua thời chiến. Cảm động, thổn thức và rùng mình là những cảm giác mà mình đã trải qua ở những phân đoạn này. Và để cân bằng cho tuyến truyện bi thương, phim cũng ngập tràn các tình huống chọc cười khán giả. Rất nhiều tiếng cười xuất hiện trong rạp, nhưng thật lòng mà nói thì đấy vẫn là lối hài trong Nam. Thiếu ý thức và ẩn ý, có thể cười và quên luôn. Nhà làm phim còn dùng cả lối hài sân khấu fellowship lên màn ảnh khiến phân đoạn đó không có vai trò gì ngoài việc pha trò. Nhưng xét trong phim thì những tình huống tạo tiếng cười như thế lại làm hài hòa và dịu lại không khí căng thẳng của thời chiến tranh. Cuốn luôn kiến thức lịch sử. Một điểm trừ to đùng của Đất Rừng Phương Nam là nhắc đến Thiên Địa Hội như một đảng phái vùng lên. Thực chất, Thiên Địa Hội là một phe phái có nguồn gốc từ Trung Quốc, được thành lập với mục tiêu chống Thanh, rồi sau đó phát triển thành các băng nhóm xã hội đen châu Á. Chính xác thì Thiên Địa Hội đã từng có thời điểm sang Việt Nam thời Pháp, nhưng mục đích của họ là để lánh nạn, chứ không phải là một tổ chức đứng lên vì dân. Thay vì mượn tổ chức của nước bạn, Đất Rừng Phương Nam sẽ không mất điểm nếu khai thác tổ chức Việt Minh, một trong những tổ chức có vai trò cực kỳ quan trọng và quyết định trong thời kỳ ấy. Và đó là những cảm nhận của Movie Geek sau khi xem xong bộ phim này. Dù có những điểm khiến một số khán giả khó tính như mình không hài lòng, nhưng mình sẵn sàng bảo rằng Đất Rừng Phương Nam chắc chắn sẽ thắng lớn hơn 100 tỷ. Đó là cái cách mà bộ phim đã chạm được đến nhiều khán giả. Đất Rừng Phương Nam thành công khi tạo ra một đời sống riêng hoàn toàn tách bạch khỏi phần gốc. Và nếu mọi người thưởng thức bộ phim trong tâm lý enjoy, thì tất cả những gì mà phim diễn ra sẽ đủ để khán giả yêu mến và không khó chịu về những chi tiết nhỏ nhặt. Hơn hết, bộ phim mang lại
lại một cảm giác rất tích cực và dễ chịu sau khi xem xong. Và đó là điều đã được chứng minh bởi tràng vỗ tay không ai bảo ai của khán giả trước khi rời rạp. Các mọt đừng quên để lại cho video một lượt thích và đăng ký theo dõi kênh của Movie Geek nha, để chúng mình có động lực làm tiếp những video thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Nhân ai đi về miền đất phương trời xanh mây trắng xoay dòng cửu long.